Đồ gỗ Thuận Thờ Thành Kiến xin chào tất cả mọi người và các bạn. Thì hôm nay là ngày 25 tháng 5 âm lịch năm 2021. Hiện tại bây giờ đang là 6 giờ chiều cùng ngày. Hiện nay cơ sở đồ gỗ Thành Kiến đã dựng và hoàn thành xong 4 chiếc bàn thờ gỗ hương đỏ trên 14 có kích thước chiều dài là 2m17, chiều rộng 1m7 và chiều cao 1m27. Được anh khách ở trên thành phố Hà Nội đã đặt về cho đại lý và anh đã yêu cầu bên cơ sở đồ gỗ Thành Kiến nhà em là Sơn BU cho anh. Thì hôm nay em Tình đã dựng và hoàn thành xong phần mộc và đánh giáp xong, và bây giờ đang trong quá trình chuẩn bị tẩy rửa và đi vào phần sơn. Đây là 4 chiếc bàn thờ em dựng ngay sát cơ sở của anh Tiến nha. Và đây trong hiện tại trong bên trong đây là xưởng sơn em nha mọi người. Đây mọi người có thể nhìn thấy 4 chiếc bàn thờ của hương đỏ rất là đẹp nha. 4 cái đều có kích thước như nhau. Thì đã qua một lần đi giáp thô và đi giáp nước. Thì bây giờ là đang chuẩn bị đi vào khâu là tẩy rửa để cho nó gõ lên đồng đều màu nhau và nổi những cái vân gỗ hay là những cái sớ gỗ đẹp lên. Này đang dựng thử lên nha. Mọi người có thể nhìn thấy những cái chiếc bàn thờ nha em. Đều là ở giữa đều được hai con cá chép và có chữ Phúc Lộc Thọ hai bên, là đều hai con rồng hóa. Rất là đẹp nha. Chữ Phúc Lộc Thọ hai con cá chép chồng. Và phần cổ giữa nhà em đục rất là to. Và nét đục rất là sâu và rõ nét, nên là những cái mặt hàng nha em lên hàng rất là đẹp. Về độ dày của chiếc bàn thờ có trên 14 này thì là yếm dạ là dày 4 phân, vai dày 6 phân và cổ cánh là 1 phân rưỡi, đục rộng 15. Tất cả được làm rất là chắc chắn và đẹp. Khuôn tranh mặt là dày 4 phân và ván là 1 phân rưỡi nha mọi người. Thì hôm nay quay lên gửi lên cho toàn bộ mọi người, quý khách hàng là tham khảo những cái mẫu đồ thờ bên cơ sở đồ gỗ Diễn nha em. Nhằm làm tất cả các loại gỗ nha, chủ yếu là gỗ hương đỏ, chủ yếu là gỗ hương đỏ vì cái dòng gỗ này rất là tốt mà giá cả hợp lý. Nên là rất mong mọi người có nhu cầu mua sắm đồ thờ hay là tư vấn về đồ gỗ đồ thờ thì liên hệ cho em theo số điện thoại là 0964 262 226 gặp trực tiếp em Tình. Trân trọng cảm ơn mọi người đã theo dõi video clip này.